chào tất cả các bạn đã đến với kênh TV V47 nhé. Đã lâu lắm rồi mình không có ra video nữa. Hôm nay mình sẽ làm món tôm hấp bia nha các bạn. Đây nha các bạn, mình đã chuẩn bị sẵn rồi nhé. Đây là con tôm này. Mình không có điều kiện, không có tiền mua tôm hùm như người ta, cho nên mình mua tôm này thôi nhé. Sau này có tiền thì mình sẽ mua tôm hùm. Giờ sẽ làm tôm này thôi, ăn tôm này thôi. Tại mình chưa có tiền các bạn ạ. Các bạn hãy cùng theo dõi video của mình nhé. Bây giờ mình sẽ bắt đầu làm đây. Đấy nha các bạn, giờ mình chuẩn bị hấp đây. Mình hấp bằng bia nha các bạn, đây này. Chỉ dùng bia này thôi, bia rẻ tiền thôi. Mình chưa có tiền đâu. Chín rồi các bạn ơi, đây này, chín rồi, để thêm một xíu nữa. Chín rồi các bạn ơi. Đây. Ui. Đây nha các bạn, giờ đã xong rồi, đã chín rồi đây này. Đây, chín rồi nha các bạn. Mình vừa chuẩn bị xong rồi nha các bạn. Đây này, nhìn rất là ngon luôn này. Tôm này này. Đây là nước chấm nha các bạn. Ớt với tỏi nha các bạn. Bỏ thêm, bóp thêm chanh nữa. Chấm cho nó ngon. Đây là rau với dưa leo nha các bạn. Bây giờ mình sẽ ăn nha các bạn. Đói lắm rồi các bạn ơi, trông rất là ngon lắm này. Đây nhá, nước chấm đây nha các bạn. Đây này. Đây nha các bạn nhá, mời các bạn cũng ăn nhá. Bây giờ mình sẽ ăn đây. Ngon lắm các bạn ạ. Mời các bạn cùng ăn nhá. Đây, nước chấm rất là ngon luôn nha các bạn. Ớt tỏi với lại bóp thêm chanh nữa nha các bạn. Ăn rất là ngon luôn.
lắm các bạn. Các bạn nhá. Uống nước đây. Xì. Đã quá các bạn ơi. Ngon quá. Ngon lắm các bạn ạ. Nếu mà tôm hùm như người ta nữa thì chắc càng ngon hơn nữa các bạn. Mình chưa ăn tôm hùm lần nào cho nên chưa biết gia vị nó như thế nào. Lần sau mình có tiền thì mình sẽ mua tôm hùm ăn thử mới được. Nhưng mà tôm này cũng ngon lắm rồi. Đối với mình thì tôm này cũng ngon lắm rồi. Ất rất là cay lắm các bạn. Cay lắm các bạn. Cay nhưng mà ngon.
ngon lắm các bạn. Cái này mình ăn hết sạch luôn nha các bạn, hết sạch luôn. Đây nhá. Hết sạch luôn rồi nha các bạn. Bây giờ video của mình xin dừng ở đây thôi nha các bạn. Các bạn xem video nhớ chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chào tạm biệt các bạn nha.